Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cháu đi tham quan khu du lịch sinh thái Đa Ha. Mời cô chú anh chị theo cháu đi tham quan khu du lịch sinh thái nha. Khu vực này là khu vực nhà bảo vệ, có hồ nước, hồ cá mà không thấy con cá, có cái cầu. Nhà này là nhà bảo vệ rừng cả nhà. Đây là bản nội quy của vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Khu sinh thái là cũng của vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát nha cả nhà. Đầu vô khu vườn cây thiên nhiên, những cây cổ thụ không cả nhà, nó có những cây dầu. Phong cảnh rất mát cả nhà, vườn cây thiên nhiên. Dầu nó cũng cây dầu, khu vực này dầu nhiều lắm cả nhà. Còn đây là nhà mát, khách du lịch đi tham quan khu du lịch sinh thái thì tới đây đã có bàn có ghế. Khách sẽ tới đây ngồi ăn ngồi uống. Đây là cũng cặp bờ suối cả nhà, suối này là suối Đa Ha nè cả nhà. Bàn ghế nghỉ ngơi cả nhà. Đây con đường xuống suối, suối này là con suối Đa Ha nha cả nhà. Đường xuống suối này cũng đường xuống tắm, khách du lịch đi xuống đây tắm á. Mùa này nước cũng cạn cả nhà. Đây là toàn là cảnh rừng thiên nhiên không cả nhà. Đây những cái đường bê tông đi tham quan khu rừng sinh thái. Xây dựng mấy cái nhà này sao không biết là xây dựng cái nhà gì, họ cũng không biết, không để tên. Chủ yếu đi tham quan rừng thiên nhiên, khu vực suối Đa Ha cả nhà. Đó. Cây dầu lớn 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 thôi.
đây thì có cái võng xích đu, khách tham quan tới đây xích đu ngồi chơi giây lát. Cái nhà này có thể là cũng chứa điện chứ gì trong đó cả nhà. Không mở cửa, nhà nào cũng mở cửa. Gọi là khu vực Đa Ha, là suối Đa Ha đó cả nhà. Phong cảnh thì toàn là rừng thiên nhiên không cả nhà. Rừng này cấm chặt phá mà. Cây này là cây dạng cây da, dông gió gì chốc gốc, nó lật gốc luôn cả nhà. Bích cái đường vô cái nhà nghỉ luôn. Có cái đường bê tông nó mà cây ngã bích đường vô nhà nghỉ luôn. Cảnh rừng thiên nhiên ha. Gọi là khu vực du lịch sinh thái. Tạo thì tạo mấy cái đường bê tông để cho khách du lịch đi dễ dàng. Cái dầu rất là lớn. Chỉ có rừng thiên nhiên thôi chứ không có cái gì hết đó cả nhà. Nó gọi là rừng sinh thái, không có xây cất gì nhiều đâu cả nhà, có mấy cái nhà hồi nãy thôi. Ngày thường thì rất vắng ở cả nhà, chỉ ai chưa biết thì đến đây tham quan cho biết. Ngày thường thì vắng, không có bóng người. Cái khu vực này nó rộng lắm nha cả nhà. Cái đường bê tông này có đi vòng 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 rất là rộng.
cảnh đẹp thì nó không có gì là gọi là cảnh đẹp không cả nhà. Đây là chỉ gọi là quay cảnh thiên nhiên chia sẻ đến cả nhà, cảnh rừng. Chia sẻ đến cả nhà là rừng sinh thái. Chứ không phải là rừng tạo. Cây cổ thụ không đó cả nhà, dầu không. Như đây cặp suối Đa Ha này đa số là dầu cả nhà. Cái dầu nó chịu ở cặp suối hay gì? Dầu không à? Nhiều các loại cây khác nhưng mà nó cũng nhỏ hơn cái dầu, không được lớn. Đường nó vắng tanh vậy đó coi nha, không có bóng người, ngày thường không có ít ai vô. Mấy khu vực này là ngày lễ lộc đó, người ta đi tham quan cho biết là rừng sinh thái của khu vực suối Đa Ha, vườn rùa hồn quốc gia là Smart. Đây là thuộc chỉ là khu du lịch Đa Ha, vườn quốc gia là gọi Smart nha cả nhà. Cả nhà có lên tìm thì tìm ai đi tham quan thì đó, đi tìm là hỏi là khu du lịch sinh thái Đa Ha vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Khu này là cảnh thiên nhiên rừng chứ không có gì đẹp. Đi trong đây là có xách bọc xách này nọ, ăn uống cũng phải dục, là dục vô thùng rác nha cả nhà, không dục bừa bãi, sợi không ai dọn dẹp, cũng phòng chống chữa cháy nữa. Đây cũng là cái nhà nghỉ, khách tham quan mà đi tới đây thì nghỉ ngơi ăn uống gì đó cả nhà, như cái chỗ cây đổ hồi nãy đó nó cũng y vậy. Nhưng mà cây đổ ngang đường đó mà không ai dọn dẹp, bích đi một cái chỗ nghỉ mát. Anh em nào mà thích đi du lịch mà chỗ vắng vẻ thì đây rồi, khu này nó vắng đó, mấy cái nhà đó là nghỉ ăn uống gì đó thôi à, trong rừng rất là vắng. Chỉ có con đường bê tông đi, nếu mà không có đường bê tông đó thì người đi thăm du lịch thì người ta đâu đi, đường rừng thì đi không thể đi được à, phải có cái đường bê tông. Bây giờ mình quay tới đây mình tạm dừng.
cô chú anh chị em xem video nhớ like, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo video tiếp theo. Ly xin cảm ơn. Bye 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 cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.